Cái này cô gọi là validation form. Validation form. À, cái phần validation form tức là các bạn xác thực cái đầu vào, tức là bắt lỗi đầu vào để đảm bảo dữ liệu đầu vào nó không có nó đúng hợp lệ ha. Một số lý do tại sao về validation form. Ví dụ như là các bạn nhập số, dữ liệu lưu trữ là số, database là lưu trữ là dữ liệu là số đúng không? Dữ liệu số mà các bạn nhập cái nhập ký tự thì là nó sẽ dẫn đến là sai. Đúng không ạ? Nó dẫn đến là sai. Mà cái đầu vào nhập thì thông thường họ sẽ nhận là text, cho nên là nhận text thì các bạn phải ép kiểu rồi các bạn phải nhập vào database. Mà nếu như các bạn mà nhập không đúng thì nó bị lỗi. Đúng không ạ? Hay là cái database mà dữ liệu các bạn lưu trữ là ngày tháng chẳng hạn, đúng không? Ngày tháng. Các bạn nhập không đúng thì database nó lỗi, đúng không? Đúng không? Lỗi. Đấy. Database nó sẽ bị lỗi, đúng không ạ? Hoặc là các bạn ví dụ như là một số cái mà database nó không check nhưng mà các bạn phải check, đó là ví dụ như email chẳng hạn. Email thì nó không liên quan đến database, dù sao nó cũng nhận là text đúng không? Nhưng mà nếu như email không hợp lệ, gõ không đúng thì có thể nó dẫn tới rất là nhiều cái hệ lụy. Ví dụ như là vô tình người ta nhập sai, nhập thiếu thì các bạn lấy cái dữ liệu đấy các bạn mà gửi email thì là gửi không được tới được khách hàng, đúng không ạ? Đó. Thứ hai nữa là người ta có thể có một cái sai sót gì đó, đúng không ạ? Thì nó dẫn tới cái việc các bạn gửi dữ liệu sai. Hai là nhầm thôi các bạn, nhầm thôi, bắt lỗi. Ví dụ email, tại sao các bạn, nếu như email các bạn xác định là một cái thông tin quan trọng thì thông thường người ta có nhập, người ta nhập email ngoài ra là đúng định dạng là một cái nè, đúng định dạng là một cái bắt lỗi, đúng không? Hai là người ta còn có một cái khái niệm đó là nhập lại, đúng không? Form để xác nhận là email, xác nhận là email, đúng không ạ? Đó, để các bạn chắc chắn email đấy là đúng, tại vì đôi khi các bạn có thể nhầm sai sót. Hoặc là cái password cũng, mật khẩu cũng vậy, đúng không ạ? Tất cả những cái như thế này thì thông thường sẽ có là password nó phải đảm bảo tính bảo mật là tối thiểu là 8 ký tự, phải có một ký tự chữ hoa, phải có một ký tự chữ thường, phải có số, phải có ít nhất một ký tự đặc biệt chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì để các bạn tăng tính bảo mật, đúng không ạ? Để bắt lỗi tức là ràng buộc, để tăng tính bảo mật chẳng hạn, đúng không? Bảo mật rồi, rất là nhiều thứ. Rồi cũng phải xác nhận lại mật khẩu, vân vân. Cũng xác nhận lại mật khẩu để các bạn khỏi bị nhầm lẫn, đúng không? Xác nhận lại mật khẩu, ok. Đó, vân vân. Rất là nhiều cái mà bắt buộc các bạn phải xác thực cái dữ liệu đầu vào trước khi cho người dùng họ nhập vào cái hệ thống, nhập vào database, lưu trữ vào database. Đó. Đấy, cái này thì thường các bạn sẽ bắt lỗi form thêm sửa, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì bắt lỗi có thể, một số bắt lỗi là ví dụ trùng cái ID, rồi bắt lỗi về xóa thì dữ liệu này có được xóa hay không, ví dụ như vậy. Đấy, rất là nhiều thứ nhé các bạn. Đó, có những dữ liệu nó không được xóa tại vì nó sẽ có tham chiếu rồi chẳng hạn. Đấy, các bạn cũng phải bắt lỗi cái việc đó. Ok, rồi rất là nhiều cái bắt lỗi nhé. Thì ở đây thì cô, buổi hôm nay cô sẽ demo các bạn cái bắt lỗi đầu tiên. Đó là một số cái bắt lỗi cơ bản thôi. Đó, thứ nhất là dữ liệu là không được trống. Tức là có những cái dữ liệu được trống, có những dữ liệu không được trống. Ví dụ trong cái một loạt cái dữ liệu này, ví dụ như email không cần trống chẳng hạn, có thể để trống chẳng hạn. Hoặc là ngày sinh chưa nhập thì cho phép để trống được chẳng hạn. Đấy, để trống thì không sao, nhưng đã có dữ liệu phải nhập đúng, ví dụ như thế. Ok. Đấy, thì các bạn phải xác định là dữ liệu nào bắt buộc phải nhập và dữ liệu không bắt buộc phải nhập. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể là, ở đây là tùy ha. Thì dữ liệu đầu tiên là mình sẽ cho là, đây là dữ liệu không được trống, đúng không? Bắt lỗi. Đây, dữ liệu tức là text field không trống, đúng không? Bắt lỗi lỗi trống nè, lỗi trống nè. Hay là lỗi blank nè, đúng không? Đó. Cái lỗi thứ hai là đúng format, đúng không ạ? Ví dụ mã nhân viên phải đúng format gì? Nó phải có chữ NV001 chẳng hạn, đúng không? Hay là mã nhân viên các bạn để tự tăng hay tùy các bạn ha. Lỗi thứ hai là lỗi đúng format, đúng cái định dạng, đúng không? Đúng cái format của nó, đúng không? Khối mẫu, được chưa?
Còn ngày sinh thì ngoài cái đúng format ra thì ngày sinh có thể các bạn bắt thêm một cái lỗi nữa là ngày sinh không thể hôm nay, nhân viên không thể là ngày sinh là ngày hôm nay, không phải là tương lai được. Ngày sinh mà tương lai là sai rồi. Ngày sinh phải là quá khứ, mà quá khứ thì phải bao nhiêu tuổi. Bây giờ các bạn không lẽ nhân viên mà các bạn dưới 18 tuổi đâu được, đúng không? Nhân viên phải trên 18 tuổi chứ, đúng không ạ? Ví dụ như thế, 18 đến 65 chẳng hạn, nếu như mà nhân viên vượt quá cái tuổi đó thì các bạn không có nhập thêm nữa, mà những cái nhân viên đời thường họ sẽ về hưu hoặc không về hưu thôi. Như thế các bạn bắt những cái lỗi đó, đúng không ạ? Lỗi về cái quy định, một cái số ràng buộc khác, đúng không? Đấy, cái ràng buộc trong database người ta gọi là constraint đấy các bạn, constraint á. Đó. Hay là lương, lương không thể là số âm được, cũng là số nhưng không thể số âm, đúng không? Lương phải lớn hơn không chứ, lương bằng không thì coi như bạn này làm không lương, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thế, nó phải là vừa là số nè, vừa lớn hơn không nè, ví dụ như thế vậy. Đó, thì ngoài ngoài cái đúng cái format ra thì các bạn có thể có một số cái ràng buộc logic khác, đúng không? Các cái ràng buộc logic khác. Logic khác. Đó, thì trong những cái này thì cô chỉ để mua một số cái thôi, không có thời gian để mua hết cho các bạn. Nhưng mà để giới thiệu cho các bạn biết, khi bắt lỗi nó có rất là nhiều cái loại bắt lỗi ha. Không chỉ có bắt lỗi là chỉ trống không hay là đúng định dạng không, mà rất là nhiều cái dạng bắt lỗi khác. Ok. Ví dụ mã nhân viên không được trùng chẳng hạn, đúng không? Đấy, mã không trùng chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Ok. Đấy, rất là nhiều thứ trong này. Ok chưa? Rồi. Thì ở đây thì cô sẽ đầu tiên cô sẽ làm một cái form bắt lỗi rỗng. Bắt lỗi rỗng thì cái này thì ta có 2 4 5 ô. 5 ô này bắt lỗi rỗng cả thì các bạn biết rồi, cái lỗi thì như nhau, mình quy định như nhau. Bây giờ nó chỉ khác là cái bắt lỗi cho ô nào và thông báo lỗi thôi. Thì các bạn gom lại thành một cái hàm để bắt lỗi rỗng. Đúng không ạ? À, cô viết gom làm cái hàm để bắt lỗi rỗng. Thì cái này cô giúp các bạn một tí là cô tách nó ra. Cô tách nó ra là một cái method khác. Tại vì thật sự á, cô viết cho các bạn như này là cái method nó quá nhiều. Nó method quá nhiều cho nên cô cũng không muốn viết quá nhiều trong này. Thật sự khi tìm kiếm nó khó lắm các bạn. Đấy, bởi vì riêng lớp mình là cô phải để như vậy thôi, chứ riêng lớp khác cô phải tách nó ra rồi. Đây các bạn thấy, tách nó ra hết nè. Model, đây, tách ra controller điều khiển nè. Đó, model phải tách ra nè. Đấy, phải tách ra hết nè. Thì bây giờ cái hàm bắt lỗi thì cô sẽ để riêng ra một cái utility. Được chưa? Đó, và ở đây thì cô để cho các bạn class là class validation đi ha. Để các bạn nhìn cho rõ nè. Cô new một cái class Java class riêng cái validation thôi, validation. Ok. Đấy. Cô để riêng một cái class validation thôi. Được chưa? Đó. Trong này các bạn là bắt một cái lỗi là lỗi trống chẳng hạn, đúng không? Public void, các bạn để tạm thời public void là blank. Có blank hay không, có trống hay không, yes or no, được chưa? Thì thường thường có chữ is đầu tiên đây nè, thì nó sẽ trả về cái này là boolean. Đó, return false. Đây, nếu anh này mà trống thì nó trả về false, không trống nó trả về true. True is not blank cũng được, tức bắt lỗi không trống, không rỗng, đúng không? Not blank, blank thì là trả về false, not blank nó trả về true, đúng không? Tại vì nó hỏi có là không trống hay không, đúng không? Đó, hay là bản blank hoặc empty ha. Đấy, đây blank hoặc empty đi ha, các bạn hãy dùng cái chữ empty. Not empty tức là không rỗng, không rỗng thì nó trả về true, mà nếu mà rỗng thì nó trả về false, nếu empty thì nó trả về false. Tại vì hàm của tôi là hàm is not empty chứ không phải là is empty, đúng không? Thì đối số truyền vào sẽ là cái gì? Tôi cần bắt lỗi ở trên đầu. Nếu như cô làm một cái hàm validation form ở đây, hình như cô có đây rồi, hàm validation form ở đây đây. Ok. Thì cô kiểm tra như sau, các bạn kiểm tra rỗng nè. Được chưa? Validation form thì cô kiểm tra như sau, cô kiểm tra cái form đầu tiên là cái form mã nhân viên. Đúng không?
các bạn sẽ có là string mã gắn bằng txt mã chấm getText chưa. Các bạn sẽ kiểm tra if mã chấm len đúng không, cái này mà bằng không thì các bạn bảo là reoption pane. Cái này là cô đang viết lại cái thực tế các bạn ha. Reoption pane ok chấm show message đúng không, đó did, và cái message của mình là cái mã nhân viên không để được rỗng, và đương nhiên là cái chữ rỗng của cô nè đó, và đương nhiên là chỗ này các bạn sẽ return false, return luôn, thoát ra khỏi hàm luôn, thông báo lỗi xong thoát ra khỏi hàm. Rồi nhiều bạn còn để cái màu nó thành màu vàng thì các bạn để là txt mã chấm set background color chấm yellow ok đó. Còn nếu như nó không rơi vào đây thì txt mã chấm set background cái này là white. À cái này là sao, cái này nè, nếu nó lỗi, nếu nó rơi vào cái if này tức là rỗng thì nó sẽ thông báo lỗi và set background yellow và nó thoát ra khỏi hàm. Khi thoát ra khỏi hàm thì đương nhiên nó sẽ không chạy dòng này, đến đây nó chạy yellow nó thoát luôn đúng không ạ. Ok đây. À và đến đây nó thoát luôn. Còn ở đây các bạn để ý là nếu như không rơi vào đây, có nghĩa là không có lỗi, thì cái này nó set lại trắng. Tại vì nó tránh trường hợp là lỡ nó set yellow trước rồi thì bây giờ nó set lại thành white đúng không ạ. Đây. Vậy thì cô sẽ, bây giờ mình sẽ có bao nhiêu cái như này các bạn? Ở đây cái form của mình nó sẽ có bao nhiêu form ạ? Ta có 2, 4, 5 cái, là mình sẽ copy ra 5 lần. Đồng ý không? Copy ra 5 lần. Mà copy ra 5 lần như vậy thì nó rất là dài dòng. Đồng ý không? Rồi. Rồi bây giờ nhá. À, vậy thì nếu như gặp cái lỗi này thì tôi sẽ làm sao? Ha. Bây giờ tôi sẽ thấy nè. Các cái này tôi copy, cố copy thêm một cái để các bạn so sánh nhé. Đây, giả sử cái này không phải là mã mà cái này là tên. Cái này các bạn sẽ là tên đúng không? Đấy. Đấy, cái này tên. Cái này tên. Đúng chưa? Cái này là tên. Cái này là tên nhân viên, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy nè. Hai cái đoạn code này nó giống nhau hết. Hai cái đoạn code này nó giống nhau hết. Nó chỉ khác nhau một điều duy nhất, hai điều thôi. Một cái thứ nhất là cái txt mã và txt tên. Nó khác nhau hai cái này và nó khác nhau cái dòng thông báo. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ truyền hai cái đối số này vào. Ok chưa? Vậy các bạn thấy để ý nào, cô sẽ copy anh này nè. Vào đây, Ctrl C. Cô copy vào đây. Chưa? Ok. Rồi các bạn để ý nào. Ở đây cô sẽ truyền cái này là text field. Text field. T txt field. Rồi cái này là message. Ok. Được chưa? Cái này cô sẽ thay bằng cái text field. Text field. Cái này cô thay bằng để null cũng được ha. Đấy, để null cũng được. Ok. À, các bạn để did, nếu mà các bạn thế mới thay cái did này vào. Did thì nó phải là vào form thì nó không có did. Đúng không ạ? À, cái reframe á, did nó chỉ có ứng dụng với trong reframe thôi. Cái này các bạn thay bằng cái message nè. Message. Đúng không? À, cái này sẽ là text field. Cái này sẽ là text field nhá. Cái này text field. Text field. Ok. Cái này sẽ là string. Ok, message. Ok chưa? Đấy, cái này là field. Text txt. À, cái này là form, form. Text
form, fill form. Đấy. Rồi đây. Fill form. Đấy, đặt như vậy. Đây là return. Nếu mà rỗng thì return true. Được không? Cái string bên này là text fill. Đấy. Text value. Đây, value đi. Ok. Giá trị của nó, value của nó. Còn cái này là text fill đi. Cho nó dễ. Sorry nha, cô đặt tên nó hơi, cô phải đặt tên tính mô tả nó hợp lý một xíu. Cái văn đọc nó phải dễ, dễ đọc một xíu. Ok. Và cái này là text fill. Chưa? Value nè. Giá trị của nó chấm len một bằng 0. À, thì cái này các bạn, cái này get text các bạn nhớ các bạn thêm cái hàm trim, tức là hàm để cắt cái dấu cách từ đầu hoặc cuối nhá, các bạn cắt đi để đảm bảo là các bạn có cách là nó cũng là rỗng luôn. Các bạn có trường hợp còn gõ mắc cười lắm, các bạn gõ còn cách hết luôn, đúng không? Nếu mà không để trim thì nó vẫn hiểu là có đầu dài để cắt cái thông báo, cắt cái dấu cách thôi. À, vậy thì nếu như thế này thì các bạn thấy đây này, nếu nó rỗng thì nó trả về true, not empty. Nếu mà not empty thì trả về true. À quên, nó ngược ngược nhỉ. Nếu mà empty, đây, nếu mà empty, nó có empty không? Hồi cái này dễ đi, có empty không? Cái này là empty, nó trả về true. Còn not empty nó trả về phone, đúng không? Thôi vậy cho dễ hiểu nhá. Cái này là empty này, rỗng này thì trả về true. Cái này sẽ trả về phone. Đồng ý chưa? Chứ khỏi đọc ngược. Được chưa? Rồi, vậy bên này tôi dùng thế nào các bạn à? Các bạn để ý nhá. Cái hàm này nè. Tôi dùng như thế này nè. Cô để static. À. Tại vì sao cô để static? Thứ nhất là hàm này nó không liên quan đến cái can thiệp vào bộ nhớ nha. Cái static các bạn hạn chế khi các bạn làm việc với các biến, các cái trường mà có liên quan đến bộ nhớ. Cái hàm này chỉ hàm xử lý thôi. Giống như cái hàm các bạn hay xem, hay dùng đó là ví dụ mat.sqrt. Cái hàm này làm public static nè, double nè, trả về double nè, sqrt thấy không? À, static. Và cái hàm, cái method mà viết cái static á, thì khi gọi các bạn gọi trực tiếp tên của cái class xong chấm cái method đấy luôn. Cho nên các bạn không khởi tạo object nữa. Đó. Và ở đây tôi dùng sao? Tôi dùng là validation. Sorry nha. Đây, bấm vào đây. Thay cái code này nè, các bạn thay bằng cái chữ validation. Đây. Validation. Đây. Nó trong cái package là utility nè, thấy không? À. Chấm. Cái hàm là is empty. Text field của cô là cô đưa vào cái txt mã. Và string, cô đưa cái string này vào. Đúng chưa? Ok. Đây. Rồi. Txt mã, đúng rồi. Khoan. Txt mã cái này là gtext field. Sorry nha, nó là gtext field. Cô sửa lại chỗ này nè. Gtext field. Đây. Ok. Đấy, nó hết lỗi nè. Đây nè. Nó hết lỗi nè. Cái hàm validation của cô nó hết lỗi nè. Thấy chưa? Đấy, nó khác kiểu, khác trường là nó lỗi à. Bây giờ cô khi nào cái này của gtext field thì bên kia các bạn phải khai báo là gtext field ha. Rồi, chỗ này các bạn bỏ được nè. Đấy, bây giờ các bạn kiểm tra nè. Cái hàm này nó trả về cái gì? Nó trả về boolean.
đúng không? Các bạn check nha. Nếu mà cái này trả về true, tức chắc chắn là nó empty, đúng không ạ? Vậy if cái hàm này mà trả về true, được chưa? Thì chắc chắn các bạn phải return rồi, thoát rồi, đúng không? Return luôn, đúng không ạ? Cái hàm này return, ok. Rồi tương tự các bạn làm với các cái hàm khác, ok. Rồi bây giờ tôi làm hai cái hàm trước các bạn nhìn nhé. Cái này là tên, các bạn cái này thay bằng cái tên, ok. Return rồi, cô xóa này đi, cô làm hai cái thôi. Rồi bây giờ tiếp nha, cô gọi như thế nào nào. Rồi câu xong một phần ha, rộng trước nha. Rồi bây giờ đến cái phần tôi sử dụng cái hàm valid form này như thế nào trong này. Các bạn nhìn nhá. Bây giờ hàm này nó đặt ở đâu? Hàm này chắc chắn phải được đặt vào save, hoặc là tức là update hoặc delete, new hoặc update đó, đặt vào save. Đúng ạ? Save. Button save. Bây giờ như thế này nhá, các bạn click vào button save, các bạn coi các bạn sử dụng cái hàm fsave như thế nào. Đây. Cô bỏ cái check rỗng đi, cái check rỗng cái này đâu rồi? Check rỗng của bạn này cô xóa đi nha, cô xóa hết đi nha. Đây. Ok. Vừa qua là cô demo cho một bạn ha. F save. Đấy, control vào đây. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn nhìn nào. Cô sẽ có update hoặc là insert. Cô đều phải check như nhau. Thoát chỗ này đi nhá, xóa hết cái này. Đây. Nó dùng ở đâu? À, nó dùng ở khi các bạn insert hoặc các bạn update. Các bạn lưu ý là tại sao update cũng phải check validation. Đúng không ạ? Tại sao update cũng phải là validation? Bởi vì là đây, bởi vì là sao ạ? Khi các bạn mà cập nhật lại thì cái việc mà thông tin đây có chạy lại chỗ này các bạn nhìn nha, shift F6 nè. Các bạn nhìn cái bắt lỗi ha. Đây, khi các bạn new mới, các bạn cũng phải validation. Nhấn save, các bạn cũng phải validation. Không bị lỗi nè, đúng không? Vắng lỗi. Được chưa? Hoặc là các bạn chạy lại đi. Hoặc là các bạn sửa, cập nhật cũng phải validation. Nếu cập nhật cái này mà các bạn sửa, cập nhật lại sai, save nó cũng báo lỗi luôn. Đâu rồi? 1-1 đi. Rồi nhấn save. Ok. À chưa làm, sorry. Khi em update chưa làm. Thì khi update nó cũng báo lỗi luôn. Nếu như insert mà bắt lỗi báo lỗi thì đương nhiên update nó cũng báo lỗi. Cho nên bắt lỗi cho insert như thế nào thì bắt lỗi cho update, cho edit nó như vậy luôn. Đúng không ạ? Ok, update cũng y như vậy luôn, không khác cái gì. À, vậy thì cái bắt lỗi này nó áp dụng vào đâu? Áp dụng cho cả insert và cho update. Được chưa? Bắt lỗi cho cả hai. Vậy mình phải check. Đúng không ạ? Ok, thì bây giờ trước khi nhấn cái save này, dù update hay dù gì đi chăng nữa thì các bạn cũng phải bắt lỗi. Cho nên các bạn viết cái hàm bắt lỗi ở đây cho cô. Viết cái hàm bắt lỗi ở đây cho cô. Ok chưa ạ? Hay, bây giờ cô sẽ bắt lỗi nè. Tôi gọi cái hàm này vào đây. Validation. Valid form. Đúng không? Viết vào hàm đây. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn kiểm tra nè. Thì nếu như hàm này trả về true thì nó tiếp tục. Còn hàm nào mà trả về false thì nó không tiếp tục. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì hàm này, hàm valid form này thì nó phải trả về cái boolean. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Đấy giờ các bạn nhìn nào. Vậy thì hàm này cô sẽ sửa lại thành boolean. Đấy. Nếu cái này thì return false. Còn ngược lại không rơi vào ba cái này thì nó sẽ return true. Ok. Và đơn giản thôi. Ở đây các bạn trong cái phần mà app save cô làm cái gì? If cái này. Cái này mà phone. Cái này là phone thì tôi return, thoát ra khỏi hàm.
return. Rồi, nếu bắt lỗi mà không thành công, nó return luôn, nó không thể chạy tiếp các câu lệnh tiếp theo, khỏi nói cái gì hết. Còn nếu không, nếu cái này mà thành công thì nó sẽ chạy tiếp hai cái này. Đó, xử lý đơn giản chưa? Xử lý đơn giản chưa? Chạy thử nhá. Test thử các bạn coi nào. Run. Bây giờ insert trước nhá, new, insert. Mã nhân viên không được rỗng. Ok. À cô quên focus nè. 1111 save. Tên nhân viên không được rỗng, tức là nó chưa chạy đến cái insert đâu nhá. Đây. Rồi họ tên nhân viên. Ok. Rồi save. Đấy, nó vắng lỗi là vắng lỗi do cái này chưa nhập thôi. Được không ạ? Được chưa? Nó bắt đầu nó chạy xuống. Ok. Đó. Vậy thì bây giờ nếu bắt lỗi rỗng thì bây giờ câu chuyện nó lại trở nên nó đơn giản rồi. Vào cái valid form các bạn thêm tiếp cho cô không được rỗng, đúng không? 5 cái không rỗng. Ok. Cái này là txt gì ạ? À? Txt à, ngày sinh. Đó, ngày sinh. Ngày sinh. Cái này là email. Email. À, email không cần bắt thì thôi ha. Email. Cái này là lương, đúng không? Và cái này là lương. Ok. Rồi các bạn chạy thử nhá. Đấy, các bạn thấy là câu lệnh nó trở thành đơn giản à, ha. Đấy, run file. Đấy, khi các bạn tương minh á, các bạn viết nó không có bị rồi nữa. Đấy. À, cô thêm cái focus. Đấy, các bạn để ý nè. Bây giờ cô thêm cái focus thì cô chỉ cần thêm vào cái is empty này thôi. Thì các bạn là txt fill thêm một lần thôi, 5 cái áp dụng luôn. Cái này là set cái gì đấy ạ? Focus. Focus. Đúng không? Đúng rồi. Set, cái này là set focus able, đúng không? Cái này để là true. Được chưa? Rồi chạy anh này nhá. Rồi. Save. Ok. Ây ây. Cái hàm set focus là gì các bạn nhỉ? Khoan. Set request focus. À, request focus hả? Ok, request. Request focus đây. Rồi ok. Rồi. Run. Rồi, chạy nhá, save. Ok chưa? 11111 save. Được chưa? 11 có để cho vui thôi, save. Cái này là 11 tháng 11 năm 2001. Đó, save. Đó, email 11 chưa bắt lỗi nha, chỉ bắt lỗi rỗng thôi. Ok. Rồi save. Ok, xong. Thành công chưa? Đúng không? Ok. Đấy. Thế là bắt lỗi. Thế các bạn để ý nhá, cô nói lại cái thao tác nào. Cái hàm is empty này, cái hàm nó độc lập. Nó không can thiệp vào bộ nhớ gì hết trơn. Hàm này là cái hàm chỉ xử lý thôi. Thì các bạn nên tách nó ra. Tách nó ra. Và thứ hai nữa, các bạn để static. Để static thì làm gì? Để static để các bạn khi gọi tới nó, các bạn không cần phải tạo object nữa, mà các bạn gọi trực tiếp tên của class chấm cái tên hàm luôn. Tên class chấm tên hàm luôn. Cực kỳ nhẹ nhàng, đúng không? Đó. Cái thứ hai, cái hàm valid form này nè. Đây, các bạn gọi ha. Cái hàm này thực ra tách cũng được luôn, nhưng mà thôi, lỡ để trong này cô để luôn ham. Cái hàm này, hàm này nó trả về cái đúng hoặc sai, tức là đã hợp lệ hay không hợp lệ. Đây. Nếu như cái này rỗng thì nó trả về phone. Còn cái này rỗng trả về phone. Còn khi tất cả những cái này nó thỏa mãn hết, không rơi vào cái này, thì nó sẽ trả về true. Đó. Và cái hàm save của cô nè, fsave, thì sao? Cái hàm fsave này là nó kiểm tra nè, nếu anh này mà chưa hợp lệ thì nó thoát khỏi hàm save luôn, nó không thực hiện hai cái này luôn. Còn khi nào nó hợp lệ, hiểu không ạ? Khi nào nó hợp lệ, tức là nó không rơi vào đây thì nó sẽ thực hiện hai cái này. Rồi, vậy thôi đó, cốt cực. Các bạn để ý cốt ngắn nha. Cũng không if, không else gì nhiều quá. Các bạn thấy không? Đấy, logic nó cực kỳ đơn giản. Rồi bây giờ nè, vai trò các bạn là bây giờ thêm vào. Bây giờ các bạn bắt lỗi thêm một cái gọi là validation email chẳng hạn nhá. Đây, đúng format nè,
giả sử như bây giờ đúng email đi, đúng không? Thì các bạn cũng vào validation form, các bạn cũng viết một cái hàm y như vậy, không khác một cái gì, cũng đưa vào cái message. Chỉ có điều là cái này là check email thôi. Email có phải là email hay không? Đó. Hoặc bạn nào mà cẩn thận là email format đi ha. Đó, định dạng email. Email format. Ok. Hoặc là is email được rồi. Thì cô thường viết là có is yes or no. Thì nó đưa vào true hoặc false. Cũng đưa vào text field để kiểm tra và cũng đưa vào message. Tại vì các bạn thông báo trực tiếp ở đây mọi thứ nó giống nhau, chỉ khác nhau cái này. If này thôi. Cái này cũng thông báo message, cái này cũng là Zello, cái này cũng focus, cái này cũng why, chỉ có khác nhau cái điều kiện này thôi. Đó, mọi thứ nó giống nhau, chỉ khác nhau cái điều kiện thôi. Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn, thực ra các bạn còn có thể tách được nữa đấy. Các bạn nhìn đi, vẫn có cái điểm chung đúng không? Hàm trên này với hàm dưới này nó chung nhau hết. Nó chỉ khác nhau cái kiểm tra email thôi. Thì vậy đưa cái điều kiện kiểm tra vô là nó đã khác rồi. Nhưng mà thôi, tôi tách ra cho nó rõ ràng ha. Thì các bạn đầu tiên các bạn phải tạo ra một cái pattern string, một cái pattern mẫu hoặc là struct pattern, một cái mẫu. Xong kiểm tra cái chuỗi này, cái value này nó có so khớp với cái mẫu không, đúng không? Vậy thì cái mẫu này là gì? Cái mẫu email nhá. Thì cô cái này thì cô sẽ không giảng nữa, mà nếu bạn nào cần giảng thì tôi sẽ phải nói vào một cái buổi sau, tại vì cái này nó hơi bị dài. Cái này các bạn search cho cô cái pattern in Java hoặc là is, các bạn search cho cô là regular is present. Cái này trong Java hoặc trong JavaScript nó tương tự nhau, in Java hoặc là trong JavaScript cũng vậy, nó cũng tương tự nhau, đúng không ạ? Thì đấy, các bạn tạo cái mẫu mũ đô la. Ở đây các bạn là email thì sao ạ? Ví dụ như là ba cái ký tự đầu sẹt W, sẹt sẹt W. Đấy, tối thiểu là nó là ba ký tự, còn tối đa thì bao nhiêu cũng được. Phải có dấu amoc. Và sau đấy là phải có tên miền cũng tương tự như vậy, cũng sẹt W. Sẹt W là nó tương đương với là từ A tới Z, từ 0 tới 9 và có cả ship gạch ha, tức là vẫn có số luôn. Ví dụ hương TT43 thì có số luôn ha. Đó, nếu ký tự đầu các bạn mà bắt buộc phải phải ký tự đầu nhá, một ký tự đầu bắt buộc phải chữ, thì các bạn phải ở đây các bạn để là móc vuông, cái này là A tới Z hoặc là A hoa tới Z hoa, tức là các bạn bắt buộc phải chữ một ký tự. Cái dấu móc vuông là tương đương một ký tự và dấu sẹt W là tương đương một ký tự, còn cái này là số lần lặp của ký tự đó, nó đứng sau cái nào thì cái đó lặp đó. Cái này là sơ sơ thôi. Cái anh này cũng vậy, anh này sẽ là ba, ít nhất là ba ký tự, sau đó bao nhiêu cũng được, hai ký tự cũng được. Ví dụ trường mình có cái tên miền là FE chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái này hai ký tự ví dụ vậy đó. Và sau đấy thì các bạn phải có cái group chấm, đúng không? Chấm sẹt 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 sẹt, ví dụ như là A tới Z hoặc là W, sẹt sẹt W đi. Đó, hai hoặc ba ký tự là cái phần đuôi của tên miền đó, chấm com chấm vn đó các bạn, hai hoặc ba ký tự đúng không? Đó, đóng cái này lại. Đó rồi, dấu chấm đằng trước nè, sau đến là chấm com chấm vn. Cái này, cái này lặp một hoặc hai lần đấy, lặp một hoặc hai lần như vậy. Thì cái này cô vừa tạo một cái button, một cái pattern, cái mẫu. Cái này thì các bạn muốn nhớ thì các bạn phải học thôi. Cái này nó nhiều không, cũng không nhiều, làm riết các bạn quen, hiểu không ạ? Làm riết các bạn quen. Đó, bây giờ các bạn kiểm tra cái pattern này nè, nó có so khớp không, là str pattern chấm matches có khớp với cái text value không. Nếu nếu so khớp thì không có lỗi, nhưng mà nếu không so khớp thì nó lỗi, đúng không ạ? Và thông báo cái message tương ứng, được chưa? Nếu không so khớp tức là không trùng với cái này thì nó báo lỗi, đúng không? Đó, còn nếu mà trùng thì thôi, nó là return false. Vậy thì ở đây là mình sẽ sao, mình sẽ thay đổi cái này xíu. Vậy nếu không so khớp thì return false, mà so khớp rồi thì return true,
đúng không ạ? Cái này hơi ngược với cái trên nha, cái trên là empathy, còn cái này là có phải email hay không, đúng không ạ? Nó thay đổi này xíu. Rồi bây giờ tôi dùng thì cũng vậy thôi các bạn. Đây, cái cô dùng ở trong cái phần làm đâu rồi, bắt lỗi validation đâu. Nó nhiều quá, cô không có thích nhiều. Ủa cái check empathy này của ai à? Cái lần trước dùng đúng các bạn, xóa nha. Lần trước dùng là xóa cái này đi. Nhiều quá, nhiều như này là các bạn không nên nhá. Để mà các bạn một cái hàm mà để một cái file mà để quá nhiều hàm là các bạn không nên, các bạn phải tách ra. Đây là cách để cô tách nè. Các bạn mà để chung vào hết nhìn khủng khiếp luôn. Cô chấm bài cô cũng không muốn chấm cho đừng nói. Đúng không? Các bạn tách mấy cái này để controller được hết luôn nè. Đây, cô vào validation form. Validation form thì ở đây các bạn là email đây. Nó check empathy rồi. Bây giờ tôi check tiếp cái format đúng không? Rồi, if copy anh này. Đây. Nếu như cái này mà is email, email và email không đúng định dạng nè. Đấy, và cái này nếu như phủ định của cái này, tức là nếu như cái này trả về phone thì nó sẽ bảo thoát, còn nếu trả về true thì không có gì để nói nữa đúng không, nó tiếp tục. Rồi bây giờ các bạn test thử nha. Rồi mấy cái này cô không test nữa, cô để 1111. Rồi nó bắt lỗi email nè, email không được rỗng nha. Rồi 1111 save, email không đúng định dạng nè. Đúng chưa? Thì bây giờ các bạn xem đúng định dạng nhá. ABC amoc abc.com.vn đi. Ok. Bắt lỗi nè, save. À, lại không đúng định dạng, vậy sai ở đâu? ABC amoc abc 2 đến bao nhiêu ký tự cũng được, chờ xíu. ABC amoc abc rồi. Vậy có thể nó sai cái dấu chấm đấy các bạn. Đây, cái pattern nè. Nó do cái pattern này nè, cái dấu chấm này nè. Dấu chấm này là phải xẹt xẹt cái dấu chấm từ từ nha. Còn chữ đầu thì đúng rồi, cái này ít nhất 2 lần, ít nhất 2 lần đúng rồi, amoc đúng rồi. Xẹt W ok. Cái này dấu mốc tròn ok. Mũ đô la rồi run. Run bên này chứ. Đúng chưa? Shift F6. Rồi. Đúng hết đi. Bây giờ ta sẽ có cái định dạng thôi. Email nhá. Email thì abc amoc abc.com cũng được ha, save. Không đúng định dạng, từ từ. .vn. Từ từ. Cái này lặp 2 lần đấy nha. Email không đúng định dạng. Còn email không đúng định dạng amoc. Rồi, cho cái button nó bị lỗi cái gì? Khoan, mũ là bắt đầu, đô la là kết thúc. Pattern.matches cái này. Nếu không matches cái này. Matches. À, ok ok, sorry. Sorry, cô viết ngược nè, thấy không? Viết ngược nè, trong cái matches là đây, sorry cái này. Vậy là cô sẽ đổi cái này vào đây, sorry các bạn nha. Đấy, nó đổi bị ngược ha. Ok, trong này là cái regular mới đúng. Rồi, chạy lại. Đấy, nhầm cái này xíu ha, cái vị trí ha. Run. Đấy, 11 11 11 11. Rồi, email abc amoc abc .com save. Đấy, xong nha. Rồi, bây giờ cô giả sử cô sai nè, cô gõ dấu chấm đằng sau nè, save, không đúng định dạng nè, đúng không? .vn thì đúng nè, save, ok. Đó, còn cái này là chấm, dấu chấm ở đây cũng sai nè, save, thấy chưa? Cũng sai. Đó, kiểu như vậy, kiểu như vậy. Đó, thì bắt lỗi. Đấy, lương phải là số chẳng hạn. Thì các bạn number, các bạn bắt lỗi number, ha. Bắt lỗi number thì có nhiều cách để bắt lỗi ha.
các bạn format number hoặc thứ các bạn định dạng nhập dùng cái trái két cũng được nhé. Kiểm tra số, kiểm tra số thì cực kỳ dễ, trong khi pattern của nó kiểm tra số thì dễ lắm, cũng y chang như vậy, nhưng mà cái chỉ khác cái pattern thôi. Các bạn để ý là sẽ thấy cái này còn dùng chung được nữa nha, tại vì các bạn thấy là nó giống nhau hết nè, chỉ khác nhau mỗi cái điều kiện thôi. Các bạn truyền cái điều kiện này vào cái là được liền ha. Ok, cái này tôi có thể tái sử dụng được nữa nè, cái này hay lắm, có thể gom được lần nữa nè. Cái này là is number, is là nó bốn lần ha, cái trả về is, cái này cũng vậy, thì nó chỉ khác cái pattern thôi, pattern thôi là số đó. Số thì xẹt xẹt d các bạn, xẹt xẹt d, xẹt xẹt d là digit á, nó là tương đương với 0 đến 9, là phải là số, phải là số, và cái nó lặp bao nhiêu lần thôi, nó lặp bao nhiêu lần thì ít nhất là một số, còn lặp bao nhiêu lần cũng được, lặp bao nhiêu lần không quan trọng, đúng không ạ? Thì cái này cũng vậy các bạn, star pattern nè, match it nè, nếu match it thì thông báo y chóc như vậy, không khác cái gì, chỉ khác mỗi cái button thôi. Rồi bây giờ các bạn kiểm tra bên này, cái này có phải là số không, đúng không? Các bạn bắt lỗi luôn, copy, thấy nhanh chưa, copy, và cái này là is number, number được chưa? Cái này thì lương phải là số, phải là số. Ok, xong chưa? Rồi copy, run, run đó, giả sử đúng hết nha, 11-11-2001 đi. Email là abcamoc@fpt.edu.vn đi ha. Rồi lương, save. Lương không được rỗng nè. Và cái này nếu các bạn để ABC nè, save. Lương phải là số nè các bạn, lương phải là số nè. Ủa nó báo gì hai lần vậy? Lương phải là số. Ô sao nó chạy hai lần vậy? Khoan, từ từ. Chạy hai lần ha. Khoan, chạy hai lần là đang còn sai chỗ nào rồi. Lương, vậy cô đang bảo lỗi lương phải là số đâu nữa, nó bị bảo lỗi hai lần. Is a number, cái này reoption. Oh, tại sao bảo lỗi hai lần? À, email lương không được rỗng, nó bảo rồi. Violation, cái này phủ định, sorry, phủ định, được chưa? Hình như lương không phải là số, phải là số, nó bắt lỗi ở trái két. Cái chỗ insert của cô đây. Nó bảo lỗi đây nè, trái két đấy, bởi vì cô mới nói nó bảo lỗi trái két nè, nó không cho nhập nè, nó nhảy vào trái két nè, đúng không? Nếu mà bắt lỗi đó rồi thì ở đây trái két các bạn không cần phải lỗi bắt lỗi nữa, đơn giản vậy thôi, đã chặn rồi mà, chặn trước khi gọi insert, cho nên chỗ này các bạn yên tâm, đúng không ạ? Chỗ này yên tâm, thành ra là cái chỗ trái két này thậm chí không cần, không cần, tại vì đằng nào nó cũng không rơi vào đây. Chạy lại nhá, nó chạy một lần thôi, nó không rơi vào đây. Đây, vui lắm. Có nhiều cách bắt lỗi, có trái, bắt lỗi trái két nữa đó ha. Tôi sẽ hướng dẫn sau để các bạn hiểu cái cách bắt lỗi đã. Rồi save, lương không được rỗng. Ok, không rỗng ABC. Save, lương không phải là số, bắt lỗi một lần thôi. Ok, 11111 save. Được chưa? Ok. Đấy. Các bạn thấy nó đang báo không đúng lên, chứng tỏ nó đang chỗ nào. Cái lần trước là cô bắt lỗi ở đây. À, cô bắt lỗi ở đây thì cô đang để cái trái két ở đây. Giờ thì không cần trái két nữa. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể dùng cái trái két này để bắt lỗi cũng được. Các bạn có nhiều cách để bắt lỗi. À, nếu các bạn mà muốn xây dựng một cái hệ thống bắt lỗi của mình thì các bạn có thể tạo ra một cái file exception của mình. File exception của mình, các bạn truyền cái message vào thôi, cái này hay lắm. Nhưng mà từ từ, cái đấy còn rất là mất thời gian. Được chưa? Bây giờ cô gom cái này lại thành một cho các bạn nhé. Gom cái này thành một cho các bạn này. Các bạn phải ba ông này là giống nhau hết nè. Nó dài quá, nó chỉ khác nhau khúc đầu thôi, còn mọi thứ nó giống nhau. Đấy, giống nhau cái này, giống nhau cái này. Bây giờ nhé, bây giờ các bạn
string matches string pattern. Bây giờ cô sẽ có một cách viết như này. Tách cái này thành một cái hàm. Tách một cái này thành một cái hàm. Ok, và cái này là điều kiện thôi. Được chưa? Cô tách cái này thành một cái hàm nào. Tách được chưa? Rồi. Lập private static. Phải static nha. Tại vì cái này static thì nó chỉ gọi được hàm static thôi. Cái này cô để là void. Void nha, không return gì cả. Cái này là khoan. Cái này là có return. Cái trên return. À, return cũng được. Colon. Ok. Cái này là show message. Show message. Ok. Đấy. Cô copy tất cả những anh này vào đây. Ok. Anh này hơi ngược ngào xíu, hai anh này giống nhau nè. Anh này hơi ngược tí, cô sẽ đổi anh này cho các bạn. Được chưa? Cô sẽ đổi, click vào đây. Ok. Rồi. À, show cái message. Đổi số truyền vào của cô sẽ là text field. Đổi số của cô truyền vào sẽ là text field. Ok, message giống cái này. Và các bạn để đổi số, một cái đổi số nữa là một cái này boolean nào. Cái show message, cái này các bạn để cho có cái boolean. Boolean là cái điều kiện. Is present. Is present. Ok, cái điều kiện ha. Đấy, và cái này nè. Các bạn để cho cô là cái điều kiện đi. Điều kiện. Ok. Được chưa? Rồi. Tách ra. Rồi ở đây các bạn để cho cô là is, cái này is empty. Thì cái này các bạn return là phone. Đổi ngược lại xíu thôi. Cái này là return true. Đó. Và ở đây các bạn đổi thay vào này. Nhìn nha. Cô sẽ gọi đến từ show message. Cô gọi luôn cái hàm show message. Return. Return. Show message. Rồi, show cái gì bây giờ? Một cái là đưa cái text field vào. Hai là đưa cái message vào. Và ba là cái điều kiện các bạn. Điều kiện cái này các bạn có phải là các bạn để là cái boolean is present gắn bằng text value chấm length bằng không. Đấy. Và đưa cái is present này vào. Ok. Đó. Rồi, tiếp tục cô sẽ return vào đây. Ok, cô sẽ return vào đây. Và ở đây các bạn đưa cái điều kiện này, boolean này, cô copy luôn cả hai thứ nhá. Đấy. Boolean thay vì cái này cô thay bằng cái điều kiện này nè. Copy cái if này vô này các bạn. C. V. Xóa hết tất cả những cái gì cần xóa. Tức là cô làm cái nó ngắn lại thôi. Tại sử dụng được thôi, tại vì nó dài quá. Anh này thì cũng vậy, cô copy hai anh này vô. Đúng không? Thì cái này là text value matched pattern. Cái này thậm chí nó còn giống nhau nữa cả rồi. Ok, okay. Vậy là từ ba cái hàm này các bạn thấy nè. Thay vì cái chỗ giống nhau để cô tách sang một chỗ là xong. Rồi bây giờ cô đổi cái empty này nữa thôi. Đây, trong empty này nè. Validation của cô đâu? Trong cái empty này thì thay vì cái này không có chữ phủ định, các bạn để phủ định hết cho cô đi. Tức là nếu như nó rỗng, nó trả về phone thì tôi sẽ return. Còn trả về true thì không return. Đó, tôi đổi ngược lại xíu thôi. Tại vì có cái chỗ này cô đang đổi nè. Cái chỗ điều kiện này cô đang đổi nè.
Nếu như thỏa điều kiện này thì nó return false, còn ngược lại nó return true. Ok, rỗng thì nó return false, đúng không ạ? Cô bỏ cái này đi ha, dư. Rồi chạy thử nhé. Đây, cái đấy là cô gom gòn code thôi. Save, rỗng, save, rỗng, đúng không? Ok, 1111 2001, ngày tháng bắt tiếp nhá. Đó, save, rỗng, email. Rồi save. Đây, email không đúng định dạng nè. Hương tt mockfpt.edu.vn. Đó, save. Đấy, lương không được rỗng nè. ABC, save. Lương phải là số nè. Ok, thành công, được chưa? Đấy, vậy là gì? Các bạn lưu ý cho cô, cái này bỏ được. Riêng cái cat này bỏ được, không cần bắt cái cat này nữa. Đó, cái cat này là để bắt lỗi nó có phải là số hay không, đúng không ạ? Ok, đấy. Xong khi mà thành công rồi thì nó mới fill vào table, add và nó fill vào table vậy thôi. Cái insert. Đấy, thì đó là cách các bạn bắt lỗi, bắt lỗi validation. Thì các bạn thấy là khi cô làm như vậy thì các bạn, cô tách ra một cái file riêng. Các bạn nhìn thấy. Còn nếu như bạn nào mà không tách ra được hàm như này á, thì các bạn có thể để chung giống khi nãy. Thì tất nhiên là để chung thì nó sẽ nhìn nó nhiều và không có gòn thôi. Sau này các bạn viết thêm cái gì nữa thì các bạn chỉ viết cái điều kiện và các bạn show message ra được. Cái hàm show message là hàm này rồi. Cái này nhìn vậy chứ các bạn copy ra 10 cái á, nó nhiều lắm, không phải ít. Bây giờ các bạn còn bắt lỗi ngày tháng, còn bắt lỗi gì nữa rồi. Ok chưa? Rồi. Thì bắt lỗi ngày tháng thì các bạn tận dụng cho cô cái hàm format ngày ha. Format ngày tháng, hình như là cô đã có sử dụng bên cái date này rồi. Cái date này nè, sử dụng chưa? Đây. Đấy, ngày tháng nè, các bạn path. Các bạn phải path nó chuyển từ text sang ngày để kể ra với cái ngày, ngày sinh các bạn là kiểu date. Rồi các bạn phải chuyển từ date sang cái string để các bạn lấy ra. Ví dụ như thế. Đây, các bạn lưu trữ thì các bạn lấy ra, các bạn lưu trữ hiển thị thì các bạn phải lấy đúng định dạng. Được chưa? Đó. Cái đúng định dạng thì các bạn cũng bắt một cái lỗi nè. Cái thứ hai nữa là nếu không nó sẽ vắng ha, nó vắng lỗi đó. Cái thứ hai nữa là các bạn phải bắt lỗi định dạng ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Và các bạn bắt lỗi thêm một cái ngày, một cái dạng nữa. Đó là ngày tháng nó phải, ngày sinh nó phải đúng kiểu ngày sinh. Không thể ngày sinh là ngày mai được, hoặc là không thể ngay tương lai được. Cho nên nếu nó tương lai là không có được. Chứ các bạn phải bắt chỗ này. Hiểu không ạ? Đó. Ok. Rồi. Thì có muốn bắt lỗi ngày sinh luôn không? Các bạn có muốn bắt lỗi ngày sinh luôn không? Thì các bạn bắt định dạng thôi. Ở bên này các bạn nè. Thứ nhất là các bạn phải coi định dạng bên này là cái gì đã. Các bạn coi định dạng của các bạn bên này là cái gì đã. Ví dụ cái SDF này, các bạn hiện tại là đây đây, măn măn, yeah yeah yeah, đúng không? Thì ở đây simple format date này các bạn là cái này. Thì các bạn có thể là các bạn sẽ bắt lỗi ở bên này, các bạn sang bên định dạng bên này. Thì các bạn bắt lỗi là is the date, đúng không? Các bạn copy cái này cho cô thôi. Ctrl C. Đấy, is the day date. Đây khác nha, đây là bớt khác nha. Đây tức là chỉ thỏa mãn ngày thôi, đúng không ạ? Đấy, thỏa mãn ngày. Thì ở đây các bạn là cũng text field, cũng message, đúng không ạ? Cái này nhập vào cũng ngày. Thì các bạn thay đổi một cái này thôi, đúng không? Đây đây tức là ngày ngày, được chưa? Ngày ngày thì các bạn phải lưu ý là nó từ ngày nào tới ngày nào nữa cơ. Ví dụ như là số thứ nhất là bao nhiêu, ví dụ như là ngày thì từ định dạng là ví dụ 00 01 02 03 04 05 06 ví dụ như vậy, 07, nhưng không thể ngày là 72 73 74 được, đúng không ạ? Cho nên là các bạn phải bắt lỗi cái ngày này. Dù nó là số thứ nhất sẽ là hoặc là số 0 hoặc là số 1 thôi, à hoặc đến số 3 thôi, 0 đến 3 thôi, ví dụ 30 ngày hoặc là 31, đúng không ạ? Thì số thứ nhất, các bạn nhìn nè, số thứ nhất thì nó là số 0 đến số 3 thôi, không thể có ngay số 4 được. Số thứ hai thì số thứ hai thì nó là đây, mỗi mỗi cái ô mốc vuông đại diện một số.
Số thứ hai thì bắt đầu từ số 0 đến số 9 được, ví dụ 11, 19, 20, 21 gì đó. Đấy, cái này là xét xét D được nhá, hoặc là từ 0 đến 9 được. Đấy, xong thì các bạn mới đến dấu xét như này. Đúng không? Xét ngược ha. Đây đây. Rồi, mân mân. Mân mân thì số đầu tiên là số 0 hoặc số 1. Đúng không? 0 hoặc là 1 thôi. Các bạn để như này thì nó hiểu 0 hoặc 1. Để gạch ngang cũng được, nhưng mà hai cái này thì không có gạch ngang, có hai số à. Hoặc 0 1 thôi, cho nên cái để số 0 hoặc số 1. Đó, tháng thì chỉ có tháng 0 9 12 đúng không? Rồi, các bạn bắt lỗi tôi là cái này đến tháng 10. Tháng 10, tháng 12 rồi tháng 0 tháng 1 rồi cũng 0 đến 9. Đó. Rồi, sau đến xe 5. Đúng không ạ? 5. 5 thì bốn số, ví dụ số bắt đầu từ 19. Đúng không? Hai số đầu tiên là số 19. Có thể là 19 hoặc 20. 19 hoặc là 20. Đấy, hoặc là 20. Đó. Hai số đầu tiên các bạn để dấu mốc tròn để giới hạn cái việc đó, tức là gì, dấu mốc tròn là nhóm nha. Nhóm này thì có thể là 19 hoặc 20. Đó. Nếu không, nếu 19 thì là 19 bao nhiêu đó, còn 20 là bao nhiêu đó. Đó. Ok. Ok, rồi các bạn có thể bắt lỗi tùy các bạn ha. Bạn đây là bắt lỗi nó hơi chặt chẽ một tí, các bạn có thể bắt lỗi khác. 5 thì bao nhiêu đó, hai số. Hai số đúng không? Đây. Nhiều không đến. Nhiều các bạn không đến 9. Và lặp lại hai lần. Đấy, hai lần hai số. Hai số. Chính xác hai số luôn, như vậy. Đó, mà full. Tức là nó bốn số. Còn bạn nào dễ hơn thì các bạn là cứ đây đây hai số, hai số, đây cái này bốn số là xong, tùy. Đúng không ạ? Thì cái này các bạn cũng điều kiện như vậy thôi, chỉ khác nhau cái này, khác nhau cái pattern, cái này giống nhau chỉ khác nhau một cái pattern. Ok chưa? Đây. Còn cái khúc dưới giống, cái trên giống, các thứ giống. Ok chưa? Đấy vậy thôi. Thì các bạn kiểm tra có đúng hợp lệ không? Thì các bạn kiểm tra sang bên này. Đó, rồi các bạn format. Cái format là cái để các bạn mà chuyển đổi kiểu thôi. Cái này là giúp các bạn chuyển đổi kiểu và chuyển đổi dung cái đúng cái định dạng thôi. Còn bắt lỗi đầu vào thì vẫn là phải là các bạn phải định nghĩa ra một cái pattern, định nghĩa ra một cái mẫu. Ok chưa? Cái này nè, các bạn học đọc cái phần là regular expression cho cô. Đúng không ạ? Và sử dụng thì tương tự bên này các bạn cũng sử dụng như vậy luôn các bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà thấy dài quá thì tách ra. Cô thì tách ra cái hàm, ví dụ cô utility hay là hàm gì đó, cô tách ra. Cô tách ra. Chứ để mà nhiều hàm như này thật sự là rất là khó chịu ha. Nhưng mà thôi, đang lỡ làm cho cái lớp mình rồi thì các bạn làm luôn. Đấy, chứ còn cái ý đồ của cô là bao giờ cô cũng tách ra. Thì controller này, cái đấy là cái hàm mà cô xử lý, rồi thêm, xem, sửa, xóa, để điều khiển các thứ cô sẽ làm ở đây. Đó. Đấy, validation form. Ok. Thì mà các bạn muốn bắt lỗi ngày tháng thì các bạn nên để dưới cái ngày sinh. Đúng không ạ? Để dưới cái ngày sinh để bắt lỗi luôn một thể. Thì cái này có phải là ngày không? Date. Đúng không? Ngày sinh. Ngày sinh phải đúng định dạng chẳng hạn. Phải đúng định dạng chẳng hạn. Ok. Hoặc là không đúng định dạng gì đó. Ok, vậy thôi. Đó, run file. Ok. 1111 bây giờ ngày rỗng đúng không? Rỗng nó bắt rỗng nè, bây giờ 11 nè. Nó bắt là phải đúng định dạng nè, ok? Xẹt 11 nè. Đó. Nó vẫn chưa đúng định dạng nè, vì 2001 nè. Save. Đấy, email không được rỗng, đó kiểu như vậy. Đồng ý chưa? Đó. Khi đúng định dạng rồi thì các bạn yên tâm. Sau đấy các bạn đúng định dạng có phải bắt nữa, tại vì đúng định dạng cái này chưa hết đâu, nó phải có ngày tháng không? Đó. Rồi nếu mà ngày hợp lệ nữa thì nó còn phải là nó đúng định dạng xong rồi. Các bạn kiểm tra ngày có phải là tháng, với tháng 2 thì không được là gì đó, tháng 3 không được gì đó. Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 12 là 31 ngày. Đó, ví dụ như vậy. Rồi các bạn còn bắt lỗi là có phải ngày sinh không? Đó, các bạn cũng phải là public static boolean is a date of birth. Date of birth là ngày sinh, date of birth đúng không? Hay cũng như vậy, không khác cái gì, đúng không ạ? Đấy, kiểm tra xong, đồ số cũng vậy.
Đó. Ok. Kiểu như vậy. Chưa? Ok chưa? Đấy. Như cái này không đúng, cái này chưa kiểm tra, các bạn phải check, có phải ngày sinh. Check ngày sinh thì đó, các bạn phải nghĩ ra điều kiện ngày sinh, phải thỏa mãn điều kiện gì, các bạn phải lấy cái ngày đấy các bạn kiểm tra, tách chuỗi, các bạn kiểm tra xem năm sinh thế nào, năm cách đây 18 năm thì bắt đầu tính tiếp tháng, đúng không? Không thì tính năm thôi đủ rồi, các bạn lấy cái năm năm sinh, đúng không? Đấy, ok vậy thôi. Nhá. Rồi tạm thời cô dừng lại đây. Có ai hỏi gì không?